Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển số điện thoại trong file Excel để lưu vào danh bạ điện thoại của chúng ta. Đây là các bước để chúng ta thực hiện điều đó. Chúng ta sẽ chuyển cái file Excel thành về cái đuôi gì CSV, rồi sau đó chúng ta copy cái CSV vào trong thẻ nhớ của điện thoại và import vào trong điện thoại của chúng ta. Và chúng ta sẽ thực hành lần lượt theo các bước như sau. Đây là cái file danh bạ của mình ở trong 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 như trong Excel nhé, mình sẽ mở ra file Excel. Đây file Excel danh bạ của mình, đúng không? Thì cái mẫu các bạn làm tương tự này, ở phần họ tên thì các bạn chuyển về phút lên và phần số điện thoại các bạn chuyển về mobifone. Đây là cái file mẫu mình làm hướng dẫn các bạn làm theo. Mình để cái tiêu đề giống như này, họ tên và số điện thoại như này, sau đó mình sẽ lưu về cái đuôi là CSV, mình chọn này, mình nhấn C và F này. Đấy. Ở đây mình chọn xuống cái đuôi là gì, CSV. Đây mình có thể đổi là số điện thoại, mình nhấn gì xem nào, nhấp. Rồi xong mình tắt cái file đi. Rồi thì mình đã có cái file có đuôi là CSV rồi, đúng không? Bây giờ mình sẽ truy cập vào cái email của mình, truy cập vào cái Gmail của mình. Khi mình truy cập vào Gmail thì cái giao diện nó sẽ như này. Mình sẽ click vào cái biểu tượng này, các chấm chấm tròn này. Mình chọn vào phần danh bạ này, mình chọn vào danh bạ. Giao diện danh bạ sẽ xuất hiện. Mình sẽ nhấn vào cái biểu tượng thêm này. Đấy, mình nhấn vào gì? Nhập. Mình chọn file này, chọn cái file mà CSV vừa nãy mình đã chuyển đổi. Nhấn Open. Đấy, rồi mình tích chọn gì, nhập. Thì khi này cái danh sách điện thoại nó sẽ nhập vào cái Gmail của chúng ta. Nhập, các bạn này, chọn như đang nhập. Đấy, khi này đã nhập được này, nhập được vào Gmail. Còn các bạn muốn nhập thì các bạn dùng cái trình lookup cộng để các bạn chuyển cái tên này thành tên tiếng Việt cho đẹp. Nên mình không chỉnh sửa, dùng trình lookup cộng để chuyển về UTF-8, tức là trình tiếng Việt ấy. Nó sẽ ra cái tên hơi xấu này một chút. Sau rồi mình đã chuyển được, mình đã import được vào cái hòm thư của mình rồi. Bây giờ mình sẽ xuất sang cái file CSV nhé. Mình nhấn xuất này, xuất, mình chọn này, sang cái file là VCF này. Đấy, mình nhấn gì, mình chọn xuất. Sau khi nhấn xuất thì cái tự động nó sẽ tải một cái file có đuôi chấm này, công tắc chấm gì, VCF. Nó tải về. Đấy, khi tải xong thì nó sẽ báo là tải xong này. Đấy, khi tải xong thì các bạn kích mũi tên, các bạn hiển thị thư mục lên. Đây, đây cái file mà mình chuyển về file VCF này, và mình copy cái file này vào cái thẻ nhớ của mình, vào cái thẻ nhớ điện thoại của mình. Sau khi các bạn copy được cái file này vào thẻ nhớ điện thoại của mình rồi, mình sẽ truy cập vào điện thoại của mình, đúng không? Các bạn kết nối với máy tính, với điện thoại làm thế nào các bạn có copy được vào thẻ nhớ. Đây là mình sẽ làm, chỉ cho các bạn làm trên Samsung, đúng không? Mình sẽ copy vào thẻ nhớ của mình. Sau khi copy vào thẻ nhớ rồi thì ở cái giao diện màn hình điện thoại mình sẽ truy cập vào điện thoại của mình, đúng không? Tại cái màn hình chính mình sẽ truy cập vào danh bạ, mình tích vào danh bạ. Khi vào cái giao diện danh bạ trên màn hình điện thoại rồi, mình sẽ tích vào cái mũi tên ba chấm này, sau đó kích vào cái quản lý danh bạ. Khi kích vào quản lý danh bạ thì nó sẽ ra cái giao diện như này. Đấy. Đây là mình đang làm trên cái máy Samsung nhé. Thì các bạn kích vào nhập xuất danh bạ. Khi kích nhập được danh bạ thì nó ra cái giao diện như này. Bạn kích chọn nhập. Kích chọn nhập thì bạn copy cái file VCF đấy ở trong thẻ nhớ. Thì các bạn chọn thẻ, kích vào thẻ nhớ, hoặc trong bộ nhớ trong thì các bạn sẽ chọn vào cái bộ nhớ trong. Đấy. Sau khi mình đã kích vào thẻ nhớ thì nghĩa là copy cái file VCF của tôi từ thẻ nhớ vào sang cái bước 2 là vào gì, điện thoại. Đấy. Bạn chọn thẻ nhớ xong thì nó nhảy sang cái bước 2 là chọn gì, đến điện thoại này. Và tích vào chọn điện thoại, đến điện thoại, và kích vào nút gì, nhập. Đấy, các bạn đợi một chút nó sẽ nhập vào. Thì trong cái danh sách số điện thoại của mình đấy có ai dùng Zalo thì mình vào cái Zalo trên điện thoại của mình, nó sẽ hiển thị ra như này. Còn vào mình sẽ vào cái truy cập vào danh bạ điện thoại, nó sẽ
ra như này. Đây là mình khi mình làm lúc ban đầu mình chưa hướng dẫn các bạn thì mình làm nó ở cái chế độ tiếng Việt có dấu nó không bị lỗi như này. Đấy. Tiếng Anh bạn điện thoại nó sẽ như này. Được chưa? Còn để đây là nó mới chỉ lưu ở trên máy của chúng ta thôi. Hoặc chúng ta muốn kích vào chọn vào sim, nếu có một số máy ở cái chế độ mà cái bước thứ hai mà nó có lựa chọn sim thì mình kích lựa chọn sim luôn, chứ mình đừng lưu vào điện thoại, mình lưu trực tiếp lên sim luôn xong mình nhấn nút nhập. Nhưng vì cái máy này của mình nó không có chế độ chọn ở trên sim, cho nên mình phải copy vào cái điện thoại trước, copy vào máy trước. Đấy. Sau thì từ máy mình mới copy vào sim. Đấy, từ máy copy vào sim nhá. Mình đã copy được vào máy rồi, mình sẽ copy tiếp vào sim này. Đến bước này là mình copy được vào máy nhá. Copy được vào máy, danh bạ vào máy sẽ ra ở Zalo sẽ ra như này rồi. Ở điện cái danh bạ của mình nó ra như này rồi. Để mình muốn copy vào sim thì mình tiếp tục làm sao? Mình lại vào danh quản lý danh bạ, mình cũng chọn gì? Nhập danh bạ nó nuôi, vừa nãy mình chọn nhập thì bây giờ mình sẽ chọn xuất ra sim, xuất từ máy ra sim. Rồi sau đó mình chọn sang chọn. Trong đây mình có hai sim thì mình muốn xuất ra sim 1 mình sẽ tích và chọn sim 1. Còn xuất sim 2 mình sẽ tích và chọn sim 2. Ví dụ mình tích và chọn sim 1. Đấy thì xong nó ra giao diện như này. Bạn muốn copy tất cả số điện thoại từ máy vào sim thì bạn tích vào nút on này, tích chọn tất cả và bạn nhấn gì hoàn tất, thì đợi một lúc nữa thì nó sẽ thì copy từ vào sim. Còn đối với điện thoại iPhone thì các bạn làm theo các bước sau, tức là thứ nhất bạn cài cái đặt phần mềm iTunes cho máy tính. Đấy. Và cái máy tính của mình ấy, sau rồi mình sẽ khởi động phần mềm iTunes lên và kết nối với cái iPhone với máy tính qua cái cáp. Đấy. Sau khi kết nối máy tính iPhone máy tính qua cáp rồi, mình khởi động phần mềm iTunes này lên. Đấy, xong mình vào cái phần information này, thông tin này, mình kích chọn vào inbox mình kích, nếu mà inbox thì mình sẽ là inbox. Chọn inbox là chọn cái inbox của mình, chọn những cái file PDF của mình vừa nãy mình đã lưu được về rồi ấy, mình chọn nó vào. Sau đó mình sẽ chọn đến và inbox nó vào máy của mình. Đấy là cái quá trình mà chúng ta thì chuyển số điện thoại từ file Excel vào gì, vào máy danh bạ điện thoại của chúng ta. Đây tôi đã làm trực tiếp trên Samsung, còn tôi không có máy iPhone nên tôi không thể làm trực tiếp trên iPhone được. Và đây là cái kết quả mà tôi đã làm được khi tôi chuyển số điện thoại từ file Excel vào gì, vào điện thoại của tôi. Để trên Zalo, khi tôi chuyển vào thì trên Zalo những người của Zalo hiển thị như này, còn trên danh bạ thêm vào gần đây nhất thì nó sẽ hiển thị như này. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.